Mạt tre là sản phẩm rất quen thuộc với nhiều người. Với chất liệu chính làm từ nguyên liệu mây tre hoàn toàn từ tự nhiên, nên mạt tre đan có giá tiền khá rẻ và hơn hết còn là chất liệu an toàn với sức khỏe của người sử dụng. Hiện nay, khi yêu cầu của thị trường ngày càng lớn, mạt tre đã được biến tấu đa dạng với nhiều hình dáng như mạt nhiều tầng, mạt vuông, mạt tròn, mạt oval với nhiều size kích cỡ khác nhau. Mạt tre hiện nay có tương đối nhiều loại với nhiều size từ nhỏ đến lớn. Đường kính mạt dao động từ 15 cm đến 90 cm tùy theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước mạt tre trang trí phổ biến nhất sẽ là 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35, 40, 45, 48, 50, 60 cm. Ngoài ra, nếu quý khách có nhu cầu sử dụng mạt tre lớn thì có thể dùng loại mạt có kích cỡ từ 70 đến 90 cm. Không khó để bắt gặp những chiếc mạt tre từ quán cóc vỉa hè cho đến những nhà hàng sang trọng. Sử dụng mạt trang trí bằng tre để bày trí thực phẩm như bún đậu, bánh tráng, bánh cuốn hay những loại hải sản rau củ quả lên mạt. Bạn có thể lót lên trên một lớp lá chuối hoặc lá sen để tạo được cảm giác gần gũi cho những món ăn thôn quê hơn so với các đồ vật từ nhựa hay nhôm. Những chiếc mạt trang trí sẽ được dùng như một vật liệu để ốp tường, ốp trần, mạt trang trí cho không gian êm ấm cúng. Mạt tre trang trí trần có thể thiết kế, tạo hình, tạo chữ theo ý muốn của khách hàng. Việc sử dụng mạt tre trong việc ốp trần, ốp tường giúp cho không gian hoài niệm cực kỳ ấn tượng, mang lại không gian thân tình mới lạ và khác biệt. Hiện nay, việc sản xuất mạt may xuất khẩu đang rất được chú ý quan tâm, vì đây là ngành mang lại nguồn ổn định cho các nghệ nhân làng nghề. Những chiếc mạt tre được xuất khẩu với số lượng lớn ra thị trường thế giới. Đây cũng là một cách để quảng bá những cơ sở mây tre đan Việt Nam, đưa hình ảnh của quốc gia Việt Nam đến gần hơn với bè bạn Nam Châu. Quý khách hàng đang có nhu cầu sử dụng mạt tre trang trí không gian hoặc đựng thực phẩm trong các quán ăn nhà hàng nhưng bạn chưa biết địa chỉ nào bán mạt tre giá rẻ. Tre lá đặc thành cung cấp tất cả các mẫu mạt đủ kích thước với giá tiền phù hợp. Sản phẩm mạt may tre đan của chúng tôi đảm bảo chất lượng hoàn thiện, an toàn khi sử dụng chứa đồ ăn hoặc trang trí. Mọi nhu cầu hoặc thắc mắc về sản phẩm, quý khách xin vui lòng liên hệ qua 0797 113399, 0703 737 777.